Xin chào các bạn, mình là Hưng Khúc. Đây là chiếc gaming PC nhỏ nhất thế giới Ghost Canyon của Intel. Hôm trước thì mình có trải nghiệm người anh em song sinh của nó có thiết kế gần giống y hệt như vậy. Nhưng mà con đó là workstation chạy CPU Xeon, còn đây là một chiếc gaming PC chuẩn chỉ có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên để mạnh và nhỏ như vậy thì Intel đã cắt giảm đi một thứ ở đây, đó chính là CPU Core i7-9750H. Đây là một con CPU di động hiệu năng cao chứ không phải là một CPU desktop. Nhưng mà về cơ bản thì đây vẫn là một hệ thống barebone. Các bạn có thể lắp thêm SD này, RAM này và cả đồ họa desktop ở trong này. Ở đây thì mình chơi lớn luôn, lắp hẳn con RTX 2060 Super để xem là hệ thống tản nhiệt của con này nó có tải được hết hay không. Và tất cả linh kiện cũng như là con Ghost Canyon này thì các bạn có thể tham khảo tại AnphatPC. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video đấy. Ở phía dưới cũng có link trong group thành viên fan đang tổ chức mini game trị giá lên tới 15 triệu đồng đấy. Cuộc thi nói thật đi, cực kỳ hay đấy. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nói thật về con này nhá. Về thiết kế thì Intel Ghost Canyon NUC nhìn khá giống so với mấy con NUC hiền lành đời đầu tiên. Chẳng qua là con này nó to hơn và nó có những cái họa tiết trông nó khỏe khoắn hơn. Đây, hai quả đầu lâu được sơn ở hai bên nhìn chất nhở. Khác với phiên bản Hades Canyon đời trước có hình đầu lâu RGB đổi màu được, phiên bản này thì chỉ là sơn lên thôi. Nhưng mà mình hoàn toàn không cảm thấy thiếu thốn bất kỳ một cái điều gì cả, bởi vì bản thân mình thì cũng không phải là fan của RGB cho lắm. Ok, đến ngay với hiệu năng của con này nhá. Nhìn cấu hình bên trong cũng như là cách sắp xếp linh kiện bên trong nó khít khìn khịt như này là đã cảm thấy rất là nóng rồi đúng không? Linh kiện bên trong nó được sắp xếp vừa khít. Mình nhét được con RTX 2060 Super vào đây rồi đi dây cho cái dây nguồn cắm lên trên thì cũng kỳ công phết đấy. Cơ mà khi lắp xong thì chơi game cứ phải gọi là tét ga. Bắn Far Cry 5 max setting mà trên 100 FPS thì anh em biết là nó khủng đến như nào rồi đấy. CPU chạy hết công suất, cả đồ họa RTX 2060 Super cũng chạy hết công suất và hoạt động rất là ổn định. Lúc chơi game thì tiếng ồn từ quạt gió nó cũng có thể nghe thấy một cái rõ ràng, nhưng mà còn xa mới đến mức ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Tiếng trong game bật lên một phát là gần như chẳng còn nghe thấy độ ồn nữa. Nhưng mà không phải là sự lo lắng của mình là không có lý. Mình cày Far Cry hơn một tiếng thì nhiệt độ của CPU nó lên đến là trên 90 độ C, một mức nhiệt độ mà chúng ta thường thấy ở trên laptop nhỉ. Bù lại thì khi cày game trong khoảng thời gian lâu hơn thì mình nhận ra đó chính là con CPU Core i7-9750H trên chiếc Ghost Canyon này nó hoạt động ổn định hơn trên laptop rất là nhiều. Nó có thể giữ xung nhịp toán nhân ở 4.0 GHz suốt ngày mà cũng không hề giảm hiệu năng nếu mình cho chạy bài test Cinebench 15. Hay là khi mà mình chơi game đi nữa nhá thì lúc nào nó cũng mắc xung 4.0 GHz, lúc nào nó cũng chằn chặn. Không như ở trên laptop nhá. Ở trên laptop thì đa số chỉ cần sau một lần chạy Cinebench 15 là hiệu năng của nó đã tụt rồi. Nó cho thấy một điều rằng hệ thống tản nhiệt của chiếc Ghost Canyon này là hoàn toàn có thể giữ hiệu năng cao nhất cho các bạn trong công việc. Mà i7-9750H nếu mà lúc nào cũng giữ hiệu năng cao nhất thì không phải là dạng vừa đâu nhá. Mình so sánh với cả Razer Blade hay là Dell Alienware khi chạy benchmark hay là khi render thì phần thắng luôn thuộc về Ghost Canyon, dù cách biệt nó cũng không phải là quá nhiều. Thậm chí nếu vào BIOS chỉnh setting công suất điện lên ở mức là 95W thì hiệu năng của nó còn khủng hơn nữa cơ. Cơ mà mình khuyên các bạn là chỉ nên làm điều đó khi sử dụng kim loại lỏng thôi nhá. Còn bây giờ thì các bạn cứ để mặc định cho nó lành. Rồi, khám phá bên trong chiếc mini PC này phải gọi là siêu dễ dàng nếu so với những mẫu mini PC khác. Nó dễ bởi vì mọi thứ nó đều được sắp xếp rất là logic và không thể gọn gàng hơn. Mở nắp ở trên thì anh em sẽ thấy hai quạt 280mm. Bộ module này nó cũng được kết nối gọn gàng qua một connector ở đây. Tiếp theo anh em mở phần cạnh này ra. Bên trong vẫn là nguồn có công suất là 500W. Phải gọi là quá đẳng cấp ấy nhở. Mini PC nhỏ nhất nhưng mà nguồn nó vẫn được tích hợp ngay bên trong, mà không cần phải vác thêm một cái cục tạ nào ở bên ngoài cả. Anh em chỉ cần một cái sợi dây nổi cơm điện như này cắm vào là ngon nghẻ rồi. Cả đồ họa mini lắp thông qua chân PCI Express X16. Và cuối cùng là module CPU ở bên trong. Cả module này thì sẽ có cả SD này và RAM này. Thậm chí nhá, nếu tháo cả cái cụm module này ra thì anh em sẽ thấy rằng sẽ có thêm một cái khem SDM2 nữa ở dưới. Đấy, anh em thấy việc tháo lắp ra nó dễ dàng không? Chỉ cần một cái tô vít là tháo được hết rồi, đơn giản lắm. Thứ duy nhất không dễ dàng trên chiếc mini PC này đó chính là về giá. Giá của option mình đang có đây là 27 triệu đồng. Đấy là chưa RAM, chưa SSD, chưa cả đồ họa đây nhá. Bây giờ anh em lắp thêm con cả đồ họa RTX 2060 Super Mini này vào thì sẽ vào khoảng là 10 triệu nữa này. Thêm RAM, thêm SSD thì bây giờ giá nó cũng phải là trên 40, lên đến là 45 triệu. Đấy, với mức giá này thì anh em đã suýt soát mua được một con laptop gaming cao cấp đời mới, ví dụ như là Razer Blade 15 hay là Alienware 15 rồi nhá. Mà nên nhớ là cái con laptop gaming đời mới đấy thì nó đã có cái màn hình tần số quét rất là cao, 144Hz hay là 240Hz rồi đấy. Nhưng mà thôi, đánh đổi thì vẫn nằm ở anh em. Đánh đổi lấy một cái gì đó nó mạnh, nó nhỏ, thậm chí là nhỏ nhất như thế này thì sẽ luôn là những cái mức giá nó rất là cao. Kể ra mà anh em đã có sẵn RAM này, SSD này, cả đồ họa này thì cũng không phải là quá đắt đúng không? 27 triệu cho một cái thiết kế nó chất như này kết nối các thứ thì vô cùng đầy đủ luôn. Thiết kế thì giống hết cái con Workstation, anh em có thể xem lại nhé để biết kỹ hơn về cái thiết kế của con này. Nói chung là chất nha. Anh em nghĩ sao về con này và mức giá 27 triệu đồng của nó cho option Core i7 9750H này? Hãy cùng comment phía dưới nhá. Ok, nếu anh em cảm thấy yêu thích video này thì hãy subscribe channel để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên channel ThinkView nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.